Nhóm Tú Bắt Chước, Tú Bắt Chuột xin chào đại gia đình thân yêu nha. Chào cả nhà. Chào Năm ơi. Năm móc móc này cũng được ông bao cỏ cả nhà. Với lại anh em cũng đi săn bắt sớm được mấy chuột với mấy con cá nè. Thì sớm cũng có đem than đầu heo với cơm nguội cả nhà. Thì đang thủ cái đường anh em đói bụng thì bắt được cái gì để mình lên nướng mình ăn cả nhà. Bây giờ trước tiên thì mặn mấy con chuột này với mấy con cá. Anh Ba thì đào lỗ để đốt than, nướng chuột với cá ăn cơm cả nhà. Bữa nay đi vậy này cũng thành công mỹ mãn rồi. Nào em ngồi em nhớ tới tôi. Rửa cháy rồi cả nhà ơi. Anh Tính rồi nãy giờ cũng mặn chuột xong rồi. Nhớ như được có 6 con hay gì cả nhà. Hôm nay bị Tú buồn, Tú thất tình, vụ bắt chuột không có rồi. Nhiều quá ăn hết. Dương mơ cá. Cá anh Ba còn đang rửa dưới cả nhà. Rửa dưới nước rồi lên mình lấy nước mình rửa lại. Em buồn em nhớ gì mày, tôi. Gì một anh không hỏi anh Tính. Trời làm tôi bé tôi lại đắng tôi xin đắng đừng khóc kìa. Chị đó bự. Chị kém chứ không có gì chị. Bé muốn phóng tay luôn. Tôi cắn. Nó chặt cho chút rồi luôn đó. Đi từ từ hồi giấc sáng tới giấc này mà mới lên là nướng chuột rồi cả nhà ơi. Mùa này động trong đây thấy ít chuột quá. Anh để con cá nhỏ ở ngoài rồi tới con cá bự trong á. Có mấy con cá gồ bự hả? Này chán chưa? Cá gồ mình mổ bụng rồi cả nhà. Rồi, đưa vô. Em chuẩn bị sẵn cho rồi. Em thanh dỗ nó. Cá làm gấp luôn ha. Ok, ngược đầu rồi kìa. Chơi luôn, nó lộn cùng mèo đi. Trời sẽ chả. Ồ, nhiều đang mệt xỉu anh em ạ. Mệt xỉu. Chưa chắc gì hết. Thế à? À, cái này là nướng chín đều lắm nè. Kẹp lại. Hết rồi đó. Vậy kìa. Làm. Nướng luôn. Nên cá lục kiếp khỏi kẹp ra ha. Có con cây kia nữa kìa. Dịnh dịnh cho anh. Dịnh dịnh cho anh Năm. Dịnh cho anh Năm nha. Kìa còn cây kia kẹp 5 cá lục kiếp đi. Đồng mình bắt có bắt được cái chi mình ăn cái nấy cả nhà. Kẹp mấy con cá lục kiếp nữa xong cả nhà. Má chạy nổ nghe cái tiếng gì kỳ vậy. Cắn luôn. Chuối đổ ra hả? Hết cây hả bánh hả? Không có chút phẩm hả? Được 4-5 cây nó còn sót lại dưới gốc mọc lên đó. Đây trời. Đây. Lấy cái kéo qua nó nhấp nhẹ nó ở trong á. Sâu vô á. Ừ.
Rồi. Cá lóc kiếm nướng trước được rồi đó. Xong. Ừ, cá lóc kiếm mình để lên trước đi. Chính là đường cơm nó ngang của nó bụng lắm rồi đó. Nó chiếc màu chín ha, chiếc nhỏ màu chín ha. Bụng dữ lắm mà. Tính trong cho chín lao dứt. Cháy cây luôn. Chuột đó mình để than cho nó chín cái mình ha. Chín nào. Nướng cho nhảy. Cái này cũng màu chín lắm cả nhà. Tôi chở có ông Năm về trước thôi. Chụp Năm ở đây đi. Để cho kìa nhà đi nướng đi, nướng hai cá này là đủ ăn rồi. Nó bụng như lắm á, sao người cả nhà ơi. Năm chén muối tiêu chanh, ớt chanh tạm ứng trước chén cơm đi. Để em Năm gọi nè. Đây, muối tiêu chanh xong luôn. Tuyệt vời ông mặt trời. Mình trang cái cơm nguội ăn ngon nữa. Rồi nó mình lại cái bóng sung nè cả nhà. Sung này nó mát nè. Thở vàng lò vàng trời, mạnh ghê. Thở vàng cái đầu bơm, cái lò vàng á. Không khác nó hai ống thục quá. Cái buồn chú nhủ không? Hết nổi rồi. Cái nữa em chú nhủ luôn. Rồi rồi. Hết sẵn. Nhưng muốn dư dầu á. Sẵn hả dầu? Dầu. Má chị dầu quá không giọt, phải gặp chị xăng giọt không thấy cả. Chị xăng chắc lỗ lúc. Nó biến chín lên tính chưa? Chín chưa? Rồi kỹ nha. Ăn cơm à. Cơm đi ăn kỹ nha. Trước đi. Trước cái cá bò. Ôi ơi. Cá này hồi mình cạo dãy nha cả nhà. Thơm quá thơm rồi cả nhà ơi. Cá chơi nó xì mỡ ra chân cả. Em tàu lá đi sư huynh ơi. Tuôn cá cho nè. Cá này nướng mau. Chuột nó mới lâu. Trời ơi. Nó muốn vớt. Ê từ từ. Vô á, đừng nhúc nhích. Đừng manh động. Được chưa? Được hay gì? Chín chưa? Được hay. Mới đưa vô chút nữa đi. Ăn là nướng chuột được chưa? Chín không? Chín thằng rồi, để chín cá mình đem ra ngoài. Cái vô bây giờ. Cái cạo vậy. Này đứng vô. Trời nướng mau mà. Đầu được lên cái bờ sáng này quá lý tưởng cả nhà. Quá lý tưởng. Xuống như lúa cả, lý tưởng như vậy. Vô giữa đâu lúa nó lên nước lý tưởng. Nước không ở dưới á. Bờ sáng bình thường. Mùa này dưới nước không. Hai ba cộng được rồi. Được rồi. Hai ba cộng hai ba tàu lá được rồi. Giống anh Nam U. Rồi đem cái ra đây. Có gì hồi nữa mình hâm nóng lại. Đợi chút đi. Hâm không được đâu, phun ra luôn rồi. Rồi để chuột cho mình đi. Cao lên mới được, lấy cái xuống chim lên. Cá chín hết rồi cả nhà, mình để đi. Rồi mình xử lý mấy con chuột này. Có.
bán nhiều bằng không ham. Ừ. Nơi nó săn lên đó nha. Nó giọt bằng có mỡ đã lắm. Dạ. Lợp nó cũng nhẹ nữa. Ừ. Không có dính. Mùa này làm gì nó không béo không ta? Nó hết ra mùa này phải. Mùa này không? Nó phải béo không phải chứ. Nó nói trời ơi, nước ngập rồi, không có đi đâu ăn được chứ mấy anh ơi. Lúc đi đâu? Vòng vòng ở nhà không. Nó cu quýt không đi đâu được ha. Rồi quay cánh đồng bắt tặng cho cả nhà xem cả nhà ơi. Ở ngoài cảnh thôi cho cả nhà xem ở quê hương mình. Ủa chín bạc ngàn cả nhà. Bữa nay thấy vậy đó. Chứ mời mốt cái nữa là cả nhà thấy vô đây toàn là gốc gà với nước không à. Vài bữa nữa ta cắt hết rồi cả nhà. Chưa rồi. Muốn à, mới tao nấu mới cũng muốn chín à. Cắt xuống ăn rồi ứ hự à. Hỏi xiết lên. Khiều than. Tùy theo thời điểm anh em. Mình đi xa không được, phải chịu chứ biết sao vậy. Rồi cái đường ở trong đồng cả nhà, tới này ta cắt lúa người ta chạy xe tới lui nhiều lắm. Cái đường này cả Tết thì đâu có ai chạy xe trong đồng đâu. Cuộc đời cao sang đưa bước em sang ngang qua lời hàng ước năm nào. Có ít ăn ít có nhiều ăn nhiều với cả nhà. Thấp xuống chút đi. Yếu không? Trở về coi. Ôi ôi dữ lắm rồi cả nhà ơi. Này chấm như mua ớt chanh đó, hư rào chưa nổi cả nhà ơi. Miệng này bị đạn đó chứ. Ớt cay mà chanh chua chưa nổi. Miệng bị đạn hên đó. Ăn chuyến này chắc hết đạn luôn á. Hết luôn ha. Nhiều đầy dư nhiều cá này nè cả nhà ơi. Anh em làm được bữa rồi. Này đúng là ông bà ta nói là tay làm hàm nhai. Có ít ít có nhiều ăn nhiều. Không có thì không ăn ha. Cái đậu này tính nướng ăn tính. Đậu gì ngon vậy trời? Cái gì vậy? Đậu. Đậu gì? Đậu ăn được không? Ăn được không? Mượn anh tính. Được. Được cái nước nhất. Thằng cái trái hết hồn cái trái trời.
Thôi đi, để đi văng vô đây ăn bi khùng ăn rồi. Mày nữa. Chưa có hột ơi, thấy vậy nó còn nó nghèo à. Cái gì trống không hả? Bông thang à. Cái gì ngộ hả? Rồi có hột rồi quên, hột nó xíu rồi còn non. Ăn thế anh. Ai biết là hột đậu ăn được cái nữa nha. Rồi nè, ăn không có được đâu à. Được. Ông quay cái dây vô cả nhà xem nha. Ăn đi giờ cũng khùng. Đây nè, nó già nè, cái dây nó nè. Cái trái nó già nè cả nhà. Này là dây nữa nè. Nè. Ôi, cái hột nó, cái trái bành kia mà cái hột nó xíu rồi cả nhà ơi. Ngộ quá. Trời. Không vậy. Dánh giỏi xanh ông nổi cái gì vậy trời. Ba con. Cái gì? Ông ba con. Ở đâu? Thấy ở ông đâu trời. Toàn là bà sung không à. Đó trong cái chùm chung á. Ba con đó. Đó đó nó bự nhất đó. À, à đây hả bay ra đây nè cả nhà. Ông này nó chích một cái là u da nha cả nhà chứ không phải chơi nha. Đầu lao không? Chơi gì kỳ trời. Lỡ người nó chích tôi rồi sao? Anh tính này chuyên gia. Anh trai. Cái này ông đó đâu mà từ lưa chân vậy, đâu cũng gặp chứ. Mấy năm trước đâu có dữ vậy. Tại không ai bắt nó còn giống hoài á, ông nghe đâu bắt. Gì đâu tử. Ông đó mà gặp mà xả nước bao nhiêu đời á bắt câu cá. Ờ sung. Ừ. Lẹ lắm. Hái sung chấm ăn chạy. Cho muối ngon lắm à. Ông không kêu đâu. Sung này ăn chị bao tử nha cả nhà. Giết con trái coi, đau bụng dữ lắm rồi. Rồi cả nhà nha. Càng dữ mới cục. Ăn chị bao tử hay lắm rồi cả nhà. Sung ngon á. Chắc chát. Còn chín trên tôi rồi. Chín này 85 rồi. 85 một phút 85 rồi cả nhà. Ớt này im lắm. Muối ớt này im lắm mà. Đâu lắm mẹ chuột nướng lại nha. Mẹ đi. Chín rồi cả nhà. Bây giờ dọn ra luôn đây, dứt luôn đi. Qua nó chú nhủi người ta ngồi được, bữa nay chẳng nói như bữa nay á. Thanh Thanh ngồi đó, cỏ xanh hơn ngồi chiếu bông hả? Kìa, coi có hầm mấy cá lại không nha. Tới nãy à, dọn cơm rồi qua kìa. Nè, giờ cái kìa. Đây nè, cái này không à. Rồi, tôi lấy cái này nó ăn không được rồi. Lâm nó cài. Con cái dữ lớn mà dữ ba. Cùi mấy cá ra cả nhà. Còn có dưa leo cơm thì ráng anh em đem theo leo, theo dưa mắm cả nhà ơi. Dưa mắm dưa leo theo dưa mắm nặng cơm chấm luôn đây chấm gì món ai ăn đã bụng cơm trước đi đi ăn cơm tao gồng quá dưa mọt mãi dưa cơm mấy ông ơi rồi chín rồi lấy cái xuống đùa ba đắp lại đi anh ơi cái xuống sao lưng tôi vậy ba cà vậy ba clip lại luôn. Nhớ cái chỗ này ngang nữa, vô đây mà không có than nướng bự lỗ này lên. Này trắng cục tròn tròn đã không ta. Cục mục là ăn chén đó. Chén à. Quá ngon cả nhà ơi. Mời nhà ăn cơm đi chị á. Mời nhà ăn cơm. Ăn khui chuột kia cái đã. Mời nhà ăn cơm nha, chuột cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cá. Ôi ơi. Ông hỏi gì ăn luôn nha cả nhà.
cơm luôn cả nhà. Mày ăn cơm. Rồi. Rồi, để đít lên nó ngồi luôn đi. Cơm cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn chuột. Tại bà cậu không cơm ngon. Bánh này ngon nè. Cơm thật xanh á. Ừ. Tốt anh em ơi. Ui. Anh thử rồi. Mình lúc này ăn cơm bụi rồi. Bụi cỏ luôn rồi. Cơm rồi nè. Lâu lâu ăn lại là ngon quá. Cơm ngon hả chuột hả? Chuột. Cái gì cái này cái gì cũng ngon chưa? Văn văn gì không ngon. Ai kêu nhất văn gì à? Nhổ không? Đi kìm nó nhổ cho. Nhổ văn hay đó. Hôm nay mình về mình làm cái bếp nhổ răng như ông ba đi. Cái hàng đó hàng gì mà đẹp quá ta. Không mít. Mít đâu rồi. Không mít chạy hôm qua đó chạy. Phải. Phải không? Cái đó cây gì á? Phải không? Cây hàng thui á nha. Ừ, không mít. Mít mới. Chạy hù quá trời con vô quá sao cái mỉa đi qua đó. Cá hường nó ngon lắm trời. Cơm chút xíu còn năm sáu người ăn hết cả. Chuột bùi cả nhà ơi. Có dặn thần gì không? Theo em vô thanh. Biết gì đâu nói. Đâu em nói đi. Ăn không nói kêu người ta ngồi không có nói cho nghe hay gì. Muốn giận ngính trời. Uống nước rồi mình ra máy cắt được trời. Bơm ra quá dễ quá, tao bơm quá. Chân này không có máy bơm. Chuột nhóc chân ăn trời. Mời cả nhà luôn nha. Mặn. Nóng rồi. Ừ, nóng. Đột nóng. Ui, cá hường nha các. Như qua ngồi đây thấy dầu rồi trời. Chết chân. Không mỗi giờ mà tao kỳ tao. Ừ. Không thung mỗi giờ không thung hả? Quất của cả nhà. Có lẽ mình có cái gì bị gì cái hả? Mình khỏi. Mời cả nhà. Có cái giặt miệng ngồi dính từ đây. Nhờ. Có cái dân để dành ăn mà nhất làm sao ăn.
cửa. Đây anh Năm mấy tàu đó chú rồi. Đâu tàu rồi. Không ghê lắm đâu. Thằng con trời đã tôi bỏ biết bao nhiêu hộp cơm. 6 tàu rồi chứ 3 rồi. Hơn 6 nữa. Hơn 6 nữa hả? Ừ. Ăn đi làm gì trời. Năm mới liền xe bốc mà. Nói chờ mới có 3. Nghe một cái dốc hoài. Mới 3 tàu rồi. Dốc rồi đó. Có lại đây kìa. Con đó giống lại rồi hả? Ê, cái chén này ngon nè. Còn cái chén ngon khô đã ha. Lá chuối dẻo dẻo nè, không có dấp nè. Vô mề nè. Quá ngon cả nhà. Hết chuột luôn à. Hết cơm, hết cá luôn. Chuột còn hết đâu. Dứt. Chuột còn đóng như đóng xương ba chút đâu. Hết. Hết nổi rồi. Cái tháo chuột ăn con không hết rồi. Ngộ ha. Ngộ bắt chừng 2 con thôi. Ngộ 2 con. Bắt chừng nhiều. Cá không được mà ăn nhiều, không nhiều bằng dòng rồi ông dòng lại là còn cả 3 con đó quay. Để đi gần gần dễ múc thôi thì hôm nay anh em cũng trải nghiệm trong đây tới đây thôi cả nhà ơi. Em cũng xin tạm kết thúc clip đây, giờ cũng chiều rồi, anh em tranh thủ ăn cơm rồi sẽ về cả nhà ơi. Về đang tính đồ lo bò bọng ở nhà từ lưa chân á. Thôi thì em cũng xin tạm kết thúc clip đây. Em hẹn cả nhà gặp lại trong những clip sau nha. Hẹn cả nhà gặp lại clip sau. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye. Tạm kết thúc clip.